Hello anh em nhá. Đây. Hôm nay em sẽ review ác A35 cho anh em xem. Ác vỏ đang này đã hoàn thiện xét đồ. Và bây giờ chỉ cần một số món nữa thôi. Khả năng là một mùa liên đấu nữa hoặc là hai mùa liên đấu nữa là sẽ đủ cặp vô danh thì lúc đó con này nó sẽ khác. Còn hiện tại bây giờ nó là ở như thế này. Anh em sẽ cùng theo dõi nhá. Đầu tiên tôi vào mắt là anh em mình vẫn chỉ là một xét định quốc thôi, đúng không? Một set định quốc cực phẩm. Đó. Một set định quốc cực phẩm rất đơn giản là một xét đề cung cực phẩm thôi mục đích để kích cái kiếm một cái kiếm đăng nhạc sinh lực 171 lôi sát nội công 294 nội lực 184 kháng hỏa 25 choáng 48 và thái cực công 3 cấp cái kiếm quá là ok luôn anh em cái kiếm này là khá nhiều người mơ ước và một cái dây chuyền cầu phong lô một server hiện tại chưa có cái thứ hai sinh lực 121 kháng băng 21 nội công 14 điểm phòng thủ vật lý 21 và kháng lôi 50 kháng tất cả 22 anh em thấy cái dây chuyền này nó thế nào nó quá ok luôn anh em kháng lôi mắt rồi nhá phòng thủ vật lý thiếu 3 điểm kháng tất cả thiếu 2 điểm kháng băng thì là 24 cũng thiếu 3 điểm anh em thấy dây chuyền kinh khủng không một cái nhân thủy sinh lực 134 kháng hỏa 19 kháng 40 nội lực 57 và sinh khí 15 khá đẹp nhận 6 dòng khá đẹp và một cái nhân vô danh giới chỉ để thủy và cũng như là một cái ngọc bội lăng nhạc 321 cũng là ok rồi à, một cái mặt lạ thiết địa vô cực cũng như là một cái bào kỹ năng và một con bôn tiêu kháng tất cả 6 số ngựa không bất thuộc tính và một cái tuyết băng tinh kháng tất cả 5 con võ đang này hiện tại là đeo nhẫn vô danh không còn mang chủ lực tay hiện tại là 6k7 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 lực tay con này là 6k7 lực tay Nếu mà ăn nắc vào nữa thì lên 6k8 Mà nếu vòng băng chủ nó vào 7k3 Nếu nếu vòng băng chủ là 7k3 7k3 lực tay con con võ đang này Cái bao tay này thì là bao tay định quốc thôi anh Nó là một set định quốc mà Bao tay định quốc mà Con này nếu mà đeo một nhẫn vô danh vào nữa Thì nó vào 7k3 lực tay Cộng thêm là anh ấy sẽ xoay chuyển được các set đồ này về mặt thêm được hiệu ứng và kháng hiện tại set định quốc này thì thật sự ra là nó chỉ được một cái làm chậm cái này thôi cái này là quan trọng cái này với cái áo thôi chứ còn thực ra mất mẹ mấy, mấy món kháng rồi mất mấy món kháng rồi tâm ra là nó bị yếu kháng nhưng mà bù lại được cái dây chuyển cầu phong nó gỡ lại rất nhiều nó gỡ lại được kháng lôi nó gỡ được phòng thủ vật lý nó gỡ được kháng băng biết là kháng băng không quan trọng nhưng mà kháng băng có để mà để mà đánh để gặp những con hệ thủy vẫn vẫn là cần gặp ngay mi chủ chẳng hạn vẫn là cần đúng không anh em Đó. nó gỡ lại cũng khá là nhiều nó tính là bây giờ nó gỡ lại đâu đấy được mươi hai kháng lôi 72 kháng lôi bởi vì nó kháng tất cả 22 cộng 50 mà đúng không là 72 kháng lôi và cũng như là được 33 phòng thủ vật lý và cũng như là 33 kháng băng đấy kháng lôi này thì mắc binh rồi kháng lôi 50 này thì là mắc binh rồi không phải bàn cãi gì rồi đó nên nó gỡ lại được khá nhiều kháng lôi đó ác này thì bây giờ em tính hiệu ứng nhá em tính hiệu ứng nhá được 80 choáng này hiện tại được 80 choáng mới được có 40 làm chậm thôi đấy nó chết ở cái đấy chết ở cái đấy bởi vì Đeo nó sẽ bị 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 sức, sức sức ấy nếu bây giờ ví dụ như đeo một cặp vô danh chẳng hạn. Từ 43, em đúng rồi, 43. Bây giờ ví dụ như đeo một cặp đúng rồi, em vừa tính nhầm là 43 phòng thủ vật lý và 43 kháng băng, em tính nhầm anh em. Nếu bây giờ bây giờ, bây giờ em tính, em tính sơ sơ nếu mà bây giờ đeo cặp vô danh nhé Thì đây là hai cái vô danh này, thì ok này, bao tay hỏa, mũ hỏa. Ờ, phòng thủ vật lý làm phòng thủ vật lý này là làm chậm chuyển hóa, hai món. xong rồi à, kiếm có rồi đúng không? mặc thêm hai món choáng nữa đấy giày và đai lưng nữa đúng không ừ không thì bây giờ để đeo có nhẫn lộ lôi nhưng mà nhẫn lộ lôi bây giờ thì thả là cái 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 nhẫn vô danh ấy theo như quan niệm ấy hình như nhẫn vô danh là khoảng ba bốn tuần nữa là đủ rồi ba bốn tuần nữa là đủ rồi nên em nghĩ là chả ép lộ lôi làm gì người ta đeo cặp vô danh dễ đẹp mặc đồ hơn em nghĩ là nếu mà võ đang cặp đeo cặp vô danh dễ mặc đồ hơn đấy hiệu ứng nó sẽ nhiều hơn đúng nếu mà có cặp vô danh thì vứt luôn xét định quốc đúng rồi chuẩn xác luôn ba bốn tuần nữa thì là đủ một cái nhẫn vô danh thì em nghĩ là lúc đấy mặc đổ sẽ dễ hơn thì em theo em tính đấy mũ bao tay hệ hỏa đúng không f 6 dòng chuyển hóa phòng thủ làm trận còn đai giày và đai lưng thì đấy ép thủy thủy đúng được hoặc là mặc thêm cái áo kháng lôi nữa thêm tí kháng lôi nữa là được thì bây giờ nhẫn cái cái, cái nhẫn lộ lôi thì nó không có phổ lộ lôi thì nó hiện tại rồi nó hình như đâu đấy có một phổ Mà sáu phổ mới có thì cặp vô danh thì bốn tuần nữa là đủ điểm rồi thì em nghĩ là cặp vô danh thì nó tính dễ hơn đó em thấy là ác này cũng khá là ok anh em nào đi qua thấy hay thì cũng cho, em xin một like như là một chia sẻ anh em nào mà chưa có biến đỗ thì về server thiên ha truyện kỳ com chơi với em server là server đồ tím nha anh em S4 nhá. Cảm ơn tất cả anh em. Bye bye anh em.